Các loại sữa dành cho bà bầu 3 tháng đầu hiện nay rất đa dạng cả về chất lượng lẫn thành phần dinh dưỡng. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thu Nguyệt chia sẻ, chính sự đa dạng này đôi khi lại khiến các mẹ bầu lúng túng trong việc lựa chọn sữa cho mình. Thứ nhất, vai trò của việc bổ sung sữa dành cho bà bầu 3 tháng đầu. Trong giai đoạn 3 tháng đầu của thai kỳ, cơ thể của mẹ bầu cần được cung cấp dưỡng chất thiết yếu cao nhất để tạo điều kiện cho quá trình hình thành và phát triển thai nhi một cách khỏe mạnh. Chế độ ăn uống hàng ngày, dù được thiết kế khoa học đến đâu, cũng không đảm bảo cho mẹ bầu đủ chất dinh dưỡng quan trọng. Thế nên, ở giai đoạn nhạy cảm này, cần bổ sung các loại sữa dành cho bà bầu để mẹ đủ sức để nuôi dưỡng bé. Những loại sữa đặc chế cho bà bầu còn tập trung bổ sung nhiều vi chất dinh dưỡng quan trọng như axit folic, sắt, omega 3, omega 6, hỗ trợ quá trình phát triển não bộ của thai nhi từ trong bụng mẹ, cũng như cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể người mẹ thường bị thiếu hụt do mang thai. Vậy, các loại sữa dành cho bà bầu 3 tháng đầu bao gồm những loại sữa nào? Ngay từ khi mang bầu, chị em có thể uống sữa hàng ngày, nhưng nhiều mẹ vẫn băn khoăn mang thai 3 tháng đầu thì nên uống loại sữa gì, loại nào thì là tốt nhất. Dưới đây là một vài gợi ý dành cho các mẹ. Thứ nhất là sữa bầu đặc chế. Trong những năm gần đây, phụ nữ mang thai bắt đầu làm quen với nhiều hãng sữa bột khi họ cho ra mắt hàng loạt các loại sữa dành riêng cho bà bầu, không chỉ có sản xuất trong nước mà còn có nhiều loại sữa nhập khẩu, sữa sách tay được các mẹ lựa chọn và tin dùng. Các loại sữa này được đặc chế với công thức dành riêng cho phụ nữ mang thai như bổ sung thêm sắt, axit folic, DHA. Đây đều là những dưỡng chất quan trọng trong 3 tháng đầu của thai kỳ để ngăn ngừa dị tật ống thần kinh, phát triển trí não thai nhi. Trong khi đó, giai đoạn đầu mang thai, nhiều chị em chưa quan tâm đúng mức về chế độ dinh dưỡng cho bản thân. Tùy theo thương hiệu mà các hãng sản xuất đưa ra những mẫu mã và hương vị giá cả khác nhau. Dựa vào điều kiện kinh tế, sở thích cá nhân, chị em có thể chọn cho mình một loại sữa bầu đặc chế thích hợp. Mẹ bầu chỉ cần để ý đến hạn sử dụng, quan sát vỏ lon, cũng như tìm hiểu kỹ càng cách nhận biết sữa thật cũng như sữa giả để tránh mua phải hàng kém chất lượng. Thứ hai là sữa bầu và sữa dê đã qua tiệt trùng. Đây là những loại sữa được lấy trực tiếp từ bò và dê nhưng được tiệt trùng bằng công nghệ hiện đại để loại bỏ các vi khuẩn gây hại cho hệ đường ruột, đảm bảo an toàn cho phụ nữ mang thai 3 tháng sử dụng. Đặc biệt, sữa dê có nhiều hàm lượng chất đạm hơn sữa bò nhưng lượng chất béo lại ít hơn. Ngoài ra, sữa dê cũng giàu vitamin A, B2 giúp tăng cường hệ miễn dịch, rất cần thiết cho thai phụ trong thời kỳ đầu mang thai. Cho dù các mẹ chọn sữa gầy hoặc sữa nguyên chất, mẹ bầu cần phải chọn sữa được tiệt trùng. Sữa tươi thường chứa vi khuẩn có thể gây nguy hiểm cho mẹ bầu và em bé của các mẹ. Làm nóng sữa có thể kiểm soát được sự phát triển của vi khuẩn. Sữa có nguồn gốc từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả động vật và thực vật, từ sữa bò đến sữa dê, sữa gạo và sữa hạnh nhân. Mỗi loại có giá trị và hương vị dinh dưỡng khác nhau mà mẹ bầu cần biết trước khi thử. Thứ ba là sữa chua. Sữa chua có thể được làm từ sữa bò hoặc sữa dê, sữa bột nhưng bổ sung thêm men vi sinh để có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp hấp thụ các chất dinh dưỡng ăn hàng ngày một cách tốt hơn. Trong 3 tháng đầu, mẹ bầu có thể ăn từ 1 đến 2 hộp sữa chua hàng ngày, có thể trộn cùng hoa quả tươi hoặc ăn trực tiếp cũng khá là ngon miệng. Thứ tư là sữa nguyên kem. Mỗi ly sữa nguyên kem có khoảng 5g chất béo, tương đương với khoảng 149 calo, bằng 20% nhu cầu chất béo cần thiết mỗi ngày. Nếu chế độ ăn của mẹ bầu hàng ngày đã đủ chất béo, thì mẹ bầu không cần phải uống sữa nguyên kem. Thứ năm là sữa tách béo. Sữa tách béo rất phù hợp cho thai phụ 3 tháng đầu. Loại sữa này cũng làm từ sữa bò nhưng đã được tách bớt lượng chất béo bão hòa. Điều này cũng khiến một phần các vitamin A, E và D tan trong chất béo bị mất đi. Ngược lại, uống một ly sữa tách béo mỗi ngày, chị em đã có hơn 300mg canxi cùng với 80 calo. 6 là sữa đậu nành. Sữa đậu nành là chọn lựa tốt cho không ít các mẹ bầu. Hàm lượng protein trong sữa đậu nành sánh ngang với sữa bò. Nó không có cholesterol và cung cấp một lượng canxi tốt cho thai nhi và người mẹ. Ngoài ra, hàm lượng chất béo không bão hòa, giúp chống lại các bệnh tim mạch và chất chống oxy hóa, giúp chống lại bệnh ung thư. Một ly sữa đậu nành cung cấp tới 300mg canxi. Nếu mẹ nào bị dị ứng với sữa bò thì sữa đậu nành là giải pháp thay thế hoàn hảo. Sữa đậu nành cung cấp một lượng chất béo thực vật hữu ích cùng nhiều dưỡng chất quan trọng cho thai nhi phát triển như axit folic, vitamin A, E và B1. 7 là sữa hạt. Các loại sữa kể trên thường được sản xuất và đóng hộp sẵn ở dạng bột hoặc dạng nước rất tiện dụng.
mẹ bầu có thể pha hoặc sử dụng uống liền. Bên cạnh đó, nhiều chị em khéo tay còn nghiên cứu cách tự làm các loại sữa từ hạt hoặc quả như đậu tương, đậu xanh, vừng hay quả hành nhân, óc chó và sữa ngô cũng khá là bổ dưỡng. Các loại sữa hạt là lựa chọn tốt nhất với những người không dung nạp được gluten hoặc dị ứng với protein đậu nành. Nó không chứa cholesterol và chất béo bão hòa, lại rất giàu chất xơ, acid folic, vitamin B và E, protein, canxi và sắt, ít calo và chứa chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch. Một cốc sữa hạt được cho là có thể cung cấp tới 200 mg canxi,